Vô đi nha. Đi nhanh nhanh. Đẹp quá, cái chùa đẹp quá. Lại mặt đi, đứng lại mẹ quan Thế Âm Bồ Tát đi, lại đi, lại quay cho cô Sáu. Hồi Đức cầm vậy nha, đừng có nhúng nhích nha, đưa bỏ túi cái này đi, bỏ túi. Không, con cầm được. Không được, con cầm cái này không có quen, nó bị nhúng nhích. Vậy nè, nó mới đẹp nè. Đó, đó, cha con thì vô đó đi, vô quay cho. Wow, cái chùa này đi cả nhà đi Đà Lạt nè, giờ mướn xe đi Đà Lạt chơi, đi tới đâu? Đi tới đâu quay phim tới đó. Đi vô đi, không đi con, đi vô đi. Cái chùa đẹp quá chừng luôn nè. Tới đâu lần đầu tiên mướn xe đi từ Sài Gòn dài dài ra Đà Lạt rồi đi tới đâu mình chơi tới đó, gặp chùa ghé chùa, gặp cái gì ghé nấy. Thôi đi, tao không cho vô đâu, người ta đang tu sửa đó mà. Ê mấy nguyên nhà đứng chỗ này đi, quan quay cho. Vô làm gì vậy? Ừ, đẹp quá trời luôn, ta cho vô hả? Có gì kêu người ta tới ghé ngang chùa cho. Wow, đẹp quá kìa. Có bên trong đó chị. Ủa, cái đá là đá tự nhiên hay là đá sao? Đá tự nhiên. Đá tự nhiên. Chạy cho xuống anh chị từ. Vậy gì đá? Đá tự nhiên đó. Người ta đang xây, chắc người ta không cho mình vô đâu. Đi làm bộ đội đi. Đẹp quá ha, ở ngoài sau đẹp quá hả? Chắc tao cho mình vô đây ơi. Có cho vô em cho hả? Chờ. Ủa kìa. Ít chàng ơi, sao mà hiền khô vậy? Nó sao mai ra mở cửa. Nó đứng nó nhìn hoài. Hiền quá trời hiền. Tăng tận ghê. Ô đẹp quá đẹp. Đá cô nữa. Cô nhẹ. Đẩy vô à cô. Cô nè, cái chùa này trên đường mình đi Đà Lạt á, ghé ngang cái chùa này nè. Định quán Đồng Nai. Định quán Đồng Nai. Ai có tới. Ý, có bông Phật, cái hình cái đầu bông Phật nữa kìa. Ồ đẹp quá trời luôn.
nè, có cái đầu ông Phật thờ ở trong cái xe này, cái chánh điện nữa nè. Mấy đứa đi đi lên đây đi, ông An quay cho. Ừ, đi đến chỗ cái cầu đi. Wow, đẹp quá. Đi đây nè Bình. Đi đi lên trên phía trên này có cái gì nè, giống như cái gì đó. Cái gì thạch động ở bên ở Hà Tiên á. Wow, đẹp quá nè. Cái này giống cái thạch động của Hà Tiên quá luôn nè. Lên đây chụp tấm hình đi. Bốt ở đất lấy cái máy ra, máy của con chụp hình đi. Nó chụp hình không? Chụp chứ, thôi con. Lên đây lại mẹ Quang Anh. Thì con mang chụp máy của con đi. Wow, đẹp quá chừng luôn. Đi. Đi lên đây quay xuống. Nè. Anh này đi tới Đồng Nai nè. Có cái hình mẹ Quan Âm. Trời ơi. Đẹp quá, giống hình đó. Ở thạch động gì ở bên Hà Tiên á hả? Cái nè, ở trên nhìn xuống thạch động ở Đồng Nai nè. Mấy người trên đó mà. Ở trên chót hả? Ở trên chót hồi nãy có hai người trên chót, hình như có không? Người có. Ở trong chùa này hay sao? Ừ kìa, hình như người ta làm cái cầu đi ngang kìa. Hồi nãy đổ nón rồi.